Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử sổ số đài miền Trung Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kết quả quét thử sổ số miền Trung: giải 8, đài Khánh Hòa 38, đài Kon Tum 47. Giải 7, đài Khánh Hòa 541, đài Kon Tum 895. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.